Để án phát triển một số mô hình sản phẩm du lịch đêm tại 12 điểm đến nổi tiếng vừa được ban hành, đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, các địa bàn Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hội An, Quảng Nam, Đà Lạt, Lâm Đồng, Cần Thơ, Phú Quốc, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu có tối thiểu một mô hình về phát triển sản phẩm du lịch đêm. Có 5 mô hình được đề xuất bao gồm: mô hình hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, mô hình hoạt động thể thao chăm sóc sức khỏe làm đẹp, mô hình mua sắm giải trí đêm, mô hình tham quan du lịch đêm và mô hình giới thiệu văn hóa ẩm thực, dịch vụ ăn uống về đêm. Đề án đưa ra nhiều giải pháp thực hiện, trong đó đề xuất tăng thời gian mở cửa các hoạt động dịch vụ đêm đến 6 giờ sáng thay vì 2 giờ sáng như hiện nay. Một, cảng Thượng Hải, Trung Quốc là cảng biển lớn nhất thế giới với công suất xuất dẫn hàng hóa lên đến 120 triệu tấn và những dịch vụ hàng ngày 19 km. Hai, cảng Singapore, năng lực xuất dẫn hàng hóa của cảng Singapore khoảng 537,6 triệu tấn và năm cảng này tiếp nhận khoảng 140 tàu. Ba, cảng Thiên Chân, Trung Quốc, năng lực xuất dẫn hàng hóa rơi vào khoảng 476 triệu tấn với mạng lưới kết nối lên đến hơn 500 cảng của khoảng 160 quốc gia. 4. Cảng Quảng Châu, Trung Quốc có thể xử lý hàng hóa gần 460 triệu tấn, là cảng lớn nhất miền Trung Quốc. Cảng Quảng Châu có khả năng kết nối với hơn 300 cảng của gần 100 quốc gia. 5. Cảng Ninh Ba, Chư Sơn, Trung Quốc với công suất xuất dỡ hàng hóa đạt 453 triệu tấn, cảng bao gồm 309 tàu kết nối khoảng 100 cảng với hơn 100 quốc gia. Chữ ký số là gì? Chữ ký số là một phương pháp mã hóa điện tử được sử dụng để xác nhận tính toàn vẹn, nguồn gốc và không từ chối của thông tin điện tử. Nó tương tự như chữ ký trên giấy tờ, nhưng được áp dụng trong môi trường số hóa. Chữ ký số được tạo ra bằng cách sử dụng một khóa riêng private key của người gửi, và nó có thể được xác minh bằng cách sử dụng khóa công khai public key tương ứng. Chữ ký số có nhiều ứng dụng trong việc xác thực và bảo mật thông tin trên Internet, giao dịch điện tử, gửi và nhận email, hợp đồng điện tử, chứng thực người dùng và nhiều hệ thống và quy trình liên quan khác. Nó giúp đảm bảo tính toàn vẹn, đáng tin cậy và an toàn trong việc trao đổi thông tin điện tử.